Mời câu hỏi. Hình ảnh của người phụ nữ và mẹ chồng. Xin mời ô chữ. Đó, mỗi bên hiện ra có hai từ nhiêu đó thôi đó. Mua thêm không? Cái bê ba. Bê ba. Mua A1 ạ. A1. Dạ. Giờ đội này nhắm trả lời được không? Lên trả lời đi. Hả? Là... 2 triệu đó. Thiệt là mạnh mẽ. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng. Đầu đội, một là đầu đội cái khăn, hai là đầu đội cái nón lá, đầu đội gió mưa hay đó, đúng không? Đúng mà rồi. Không biết đầu đội cái gì. Ủa vậy sao lên gõ chiên? Chị tin suối. Chị tin suối. Đây là đáp án sai. Rồi đây. Em mua A4, B7, B4, B8 á. B4, B8. Xin mời ô chữ. Bên đây mình muốn mua cái B8 hồi nãy đúng không? Dạ đúng. Bên rồi. Kia người ta mua rồi kìa. Giờ thương lượng với nhau đi. Ngọc Trai 8. Bán B6. Anh có thật sự cần không? Cần, trời ơi, cần chết luôn, có nó chết luôn á. Có nó dìa luôn á. 7 triệu. Ôi, bán dữ mày. Thì đó, anh thật sự cần mà. Bán đi. Ok. Bán mày. Quỷ vậy. Mua bán giao dịch thành công. Quan trọng ghê không? Rất quan trọng. Bây giờ anh hỏi thử bên đó. B8 bán nhiêu? 7 triệu đồng giá. Thấy không? Trả lời. Sai là mất luôn tiền nha, giờ không mua thêm phải không? Thương lượng ta đi. Sai là mất luôn tiền hả? Từ đó, nãy giờ mình đã mua 7 triệu, mua bao nhiêu thứ rồi à. Lên gõ cái ban 2 triệu nữa mà trả lời sai mất trắng, đúng không? Trời ơi. Thì giờ đã lỡ đầu tư cho tới. Bán B8 mới chơi rẻ thôi chứ. 6 triệu. Ủa, nó vẫn hộ cái giá này kia. Giảm giá cho người ta đi. 5 à. Triệu. 5 triệu. Chơi luôn. Sai. Quan trọng. Trời ơi, kiếm cái đồng tiền cực quá. Đổ mồ hôi, rồi, cao mà... não, về phải uống thuốc bổ não. Mà bây giờ được 20 triệu, bây giờ có tạo bỏ cái câu này ra không có lời lãi gì chứ. Không đủ tiền mua thuốc bổ não. Mua luôn. Ít ra được cái danh dự. Phải luôn. Mua luôn. 5 triệu, ok. Rồi. Trời ơi, làm cái xài sang quá hả? Ngồi lời không thôi được 12 triệu. Lời. Ai làm lợi em, đúng không? À, bây giờ bên đây họ thắng 20 triệu mà trừ hết cái mớ tiền đi, cái tiền mà họ dư lại được đi cộng vô cái vốn mà không bằng tiền của tụi em. Anh đừng lấy anh Nghĩa. Anh Lâm, anh Nghĩa, anh Lâm, anh Nghĩa, anh Lâm, anh Nghĩa, anh xui hướng lắm. Anh Lâm, tôi bị phí quá một chữ mà bán 5 triệu mà trong đó tôi đi quay ngày cũng 2 triệu. Không. Nhưng mà bây giờ có đoán được từ này từ gì chưa? Trời ơi, dễ gì mà đoán ra. Đây, cái từ này khó lắm mà. Từ này vừa để cho sai mà. Mấu chốt. Anh nghe lời anh Nghĩa nữa. Ờ, mất tiền tại MC đó. Là... mua đó đi. Ok, 5 triệu. 5 triệu giao dịch thành công. Mở ô B8 bên đây. Công nhận không? Ê, thấy chưa? Công nhận không? Công nhận. Mấu chốt không? Rồi, lên đi. Mua xứng đáng. Lỡ rồi, lên luôn đi. Đầu tư xứng đáng. Có ai gọi chiên không? Lẹ. Trời, gọi nè, gọi đi. Thôi. Chảnh. Quá trời. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng, đầu bạc như bông. Dương Lâm, em đã có chốt không? Chốt đi. Chốt. 12 triệu tiền mua hai cái từ này, rồi chưa kể từ cái lượt 1 đến lượt 2 mình mua thêm mấy từ khác nữa. Chứ cha có chừng coi như là quề vốn hoặc là thăm vốn luôn em ơi. Thăm luôn. Đây là đáp án. Giờ tôi nói sai cái chắc Lâm té xỉu. Sai. Cái gì? Sai. Hay là đúng ta? Hay là đúng ta. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.